Xin chào các bạn đã quay trở lại với Techmark Việt Nam. Và đây là video chúng ta sẽ cùng nói về cái gì? Có thể thấy là những chiếc smartphone mới, nhất là các mẫu điện thoại cao cấp, luôn đón nhận được sự chú ý nhất định từ thị trường, dù ít hay là dù nhiều. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi những thiết bị này khi được giới thiệu đã thể hiện được sự quan tâm của nhà sản xuất trong nhiều vấn đề như là cải tiến những điểm mạnh đã có từ thế hệ tiền nhiệm này, thêm thắt những tính năng mới này, hay mới lạ hơn là có thể đại diện cho một dòng thiết bị mới hoàn toàn, vân vân. Và sau đây sẽ là tổng hợp của Techmark về một số mẫu smartphone cao cấp, nổi bật, đáng chú ý nhất sẽ được bán ra trong tháng 9 này. Đầu tiên, úi dồi ôi, không cần phải bàn luôn, đó chính là iPhone 8. Không nghi ngờ gì nữa khi đây chính là chiếc điện thoại cao cấp, hay nói đúng hơn là flagship được chờ đợi nhất trong nửa cuối năm nay. iPhone 8 đang rất được cả thế giới công nghệ nói chung lẫn giới chuyên gia và cả người dùng nín thở chờ đợi, bởi đây là chiếc điện thoại đánh dấu mốc 10 năm ra mắt của dòng điện thoại iPhone danh tiếng, cũng như là được giới phân tích tài chính kỳ vọng sẽ giúp cho Apple trở thành công ty đầu tiên cán mốc 1.000 tỷ đô trong lịch sử loài người. Do đó thì những gì mà thiết bị này mang đến hứa hẹn sẽ tạo nên một tiêu chuẩn mới cho làng di động vào thời gian kế tiếp. Các thông số phần cứng nổi bật của iPhone 8 được rò rỉ gần đây, bao gồm màn hình OLED này, cong chiếm gần như toàn bộ mặt trước, nút home thì tích hợp cảm biến vân tay thẳng vào màn hình hoặc là vào nút nguồn, kết hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID mới toanh, camera kép cùng camera phụ tích hợp thêm các công nghệ chụp ảnh dựa trên công nghệ thực tế tăng cường AR tiên tiến, tích hợp cảm biến quét mục mắt cùng khả năng xử lý vượt trội trên con chip Apple A11. iPhone 8 sẽ có mức giá chào sân là khoảng 1.200 USD, và đây cũng là mức giá đắt nhất lịch sử của chính dòng điện thoại danh tiếng này. Thảm họa Martin, Galaxy Note 7 dường như đã lắng xuống và Galaxy Note 8 sẽ là một thiết bị cực kỳ thích hợp để Samsung lấy lại danh tiếng cho dòng phablet cao cấp nhất của họ. Điều này đồng nghĩa với việc Galaxy Note 8 hứa hẹn sẽ là đối thủ nặng ký nhất trong việc cạnh tranh với iPhone mới của Apple, cũng như là tiếp tục khẳng định vị thế ngôi vương của Samsung trong thế giới điện thoại Android. Và dĩ nhiên là những thông số kỹ thuật của thiết bị sẽ là chứng minh rõ ràng nhất. Cụ thể là Galaxy Note 8 sẽ tiếp tục kế thừa Galaxy S8 về thiết kế dạng cong, nhưng cong theo một kiểu vuông vức hơn, nam tính và đậm chất doanh nhân hơn. Kết hợp cùng chiếc bút S Pen quen thuộc, thứ vũ khí chủ lực giúp cho Galaxy Note vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại của thế giới phablet. Samsung Galaxy Note 8 dự kiến sẽ được bán ra chính thức từ ngày 15 tháng 9 tại một số nước và sẽ đặt chân vào nước ta vào ngày 29 tháng 9 với mức giá đề xuất là 930 USD, tức là hơn 21 triệu đồng và dĩ nhiên là rẻ hơn iPhone 8. Tiếp theo chúng ta cũng có LG V30. Màn ra mắt rất hoàn hảo của chiếc V30 tại ngày mở đầu cho sự kiện IFA 2017 đã khiến cho chiếc điện thoại này nhận được rất nhiều sự tôn trọng trên thị trường và cũng khiến cho nhiều đối thủ phải cảm thấy nóng mặt bởi những đột phá mà chiếc V30 mang lại so với người tiền nhiệm của nó nói riêng hay cả thế giới di động nói chung là quá lớn. LG đã thực sự lột xác hoàn toàn với V30 khi mang đến cho nó một thiết kế không viền thực sự tuyệt đẹp, hợp lý cùng các thông số phần cứng thuộc hàng khủng nhất thị trường, nhất là khi xét đến hệ thống camera có khẩu độ f1.6 hay là con chip âm thanh Quad DAC. Đều xứng tầm là những công cụ ăn chơi hạng nặng mà bất kỳ người dùng chuyên nghiệp nào cũng phải để mắt đến, chứ chưa nói đến tầng lớp sử dụng phổ thông. LG V30 đang được LG kỳ vọng sẽ là đối thủ sáng giá nhất để so kè vị thế sáng tạo với bất kỳ một hãng sản xuất di động nào khác trên thị trường hiện nay. Chiếc flagship của LG dự kiến sẽ được bán ra chính thức vào ngày 21 tháng 9 tại thị trường quê nhà là Hàn Quốc. Chúng ta cũng sẽ có chiếc Sony Xperia XZ1 và XZ1 Compact. Tương tự như là LG thì Sony cũng đã mang đến những chiếc điện thoại chiến lược vào những tháng cuối năm nay của họ là bộ đôi Xperia XZ1 và XZ1 Compact đến giới thiệu tại lễ khai mạc của IFA 2017 vừa qua. Bộ đôi điện thoại mới của công ty Nhật Bản đã cho thấy họ chưa sẵn sàng thay máu hoàn toàn thiết kế vốn đã quá nhàm chán của những chiếc XZ, bởi về ngoại hình thì hai mẫu máy mới của Sony không hề có mấy thay đổi về mặt ngoại hình so với người tiền nhiệm Xperia XZ. Tuy nhiên thì không phải vì thế mà hai chiếc điện thoại này trở nên kém hấp dẫn, bởi Sony vẫn mang đến những cải tiến mới lên chiếc XZ1 như là màn hình HDR này, tính năng 3D Creator giúp tái tạo vật thể 3D dựa trên điều kiện thực tế, và những nhận định ban đầu đã cho thấy tính năng này thực sự tốt. Bên cạnh đó là bộ đôi Xperia mới cũng được trang bị phần cứng mạnh nhất hiện nay, cũng như là chiếc XZ1 Compact vẫn xứng đáng là chiếc điện thoại nhỏ gọn mạnh nhất thế giới hiện tại. Mức giá của XZ1 tại nước ta dự kiến là vào khoảng gần 16 triệu đồng kèm gói quà tặng 3 triệu đồng. Khá là tốt cho một chiếc flagship hiện tại. Và cuối cùng chúng ta có Xiaomi Mi Mix 2. Đây thực sự là chiếc điện thoại đầy tham vọng của Xiaomi khi mà nó không chỉ được kỳ vọng là người kế nhiệm xứng đáng cho chiếc Mi Mix đầu tiên cách đây 1 năm, mà thậm chí công ty Trung Quốc còn có dã tâm tranh giành sự ảnh hưởng về mặt truyền thông với iPhone 8 của Apple khi ấn định ngày ra mắt thiết bị là ngày 11 tháng 9. Không biết là có liên quan gì đến cái vụ mà cái máy bay ấy. Nói chung là cái ngày đó nó sẽ là đúng một ngày trước ngày ra mắt mẫu điện thoại kỷ niệm 10 năm của công ty Mỹ. Không rõ cái việc
đánh bom cảm tử này của Xiaomi có thể giúp cho họ có được thành công về mặt doanh số hay không, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Xiaomi Mi Mix 2 sẽ hứa hẹn là một thiết bị rất đẹp với viền màn hình siêu mỏng cánh, các thông số kỹ thuật đầu bảng cùng mức giá được cho là tốt nhất trong số các điện thoại viền mỏng năm nay. Dự kiến là Xiaomi Mi Mix 2 sẽ bán ra chính thức vào cuối tháng 9 này. Và vừa rồi là tổng hợp nhanh của TechMag về những mẫu smartphone cao cấp dự kiến sẽ bán ra trong tháng 9 này. Bạn có đang chờ đợi chiếc điện thoại nào trong số những sản phẩm kia không? Theo mình thì mình sẽ chờ... Thôi, khỏi đi. Mình dùng iPhone 6 rồi. Còn các bạn thích chiếc điện thoại nào nhất thì hãy chia sẻ bằng cách bình luận vào bên dưới video này nhé. Còn như thường lệ, đừng quên like, share cũng như là đăng ký TechMag Việt Nam để chờ đợi những thông tin công nghệ mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.